Xin chào bạn đã vào trang web bankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Cinema 4D. Thì tiếp theo cái video trước tôi hướng dẫn các bạn tới cái menu Simulate đây. Ta sẽ tìm hiểu tới cái lực tiếp theo, là ta sẽ tới cái lực deflection ha. Lực này là cái lực mà nó chuyển hướng, nó dội lại thôi ha. Giống như bạn cầm trái banh và bạn chọi vô tường vậy, thì nó dội trái banh lại, rất đơn giản thôi. Thì đầu tiên tôi sẽ tạo một cái rồi tạo như cái video trước hướng dẫn các bạn, rồi tôi tạo một cái emitter ha, tạo ra một cái nguồn nó chuyển động như thế này. Rồi tôi được một cái khối hợp với một cái nguồn chuyển động như thế này. Tôi sẽ lôi khối hợp là cool nè, lôi vô trong cái emitter này ha. Rồi cái khối hợp này tôi sẽ cho nó nhỏ tí, thì bạn nào chưa xem thì nên xem lại cái video trước hướng dẫn ha, để cho hiểu hơn về cái lệnh emitter này để tạo ra hạt như thế này ha. Rồi tôi sẽ cho tô màu cái hạt chúng ta. Tôi sẽ như tôi tạo một cái màu, bạn lít đôi chuột vô đây nè, nhấp đôi chuột vô đây thì nó tạo nó hiện lên cái dòng cái hình tròn này. Bạn lít vô đây nên bạn chọn màu thôi, tôi sẽ chọn màu vàng đi ha. Rồi bạn chọn, bạn không tô màu cũng được, tại vì tôi hướng dẫn các bạn nên tôi làm cho các bạn thấy cho nó rõ thôi chứ không gì ha. Rồi trong em lệnh emitter nè, trong cái phần mà tab particle đây, bạn sẽ di chuyển đến trong tab particle nữa ha, bạn di chuyển xuống cái chỗ sao object đang lít vô đây. Rồi tôi sẽ nhấn nút play phát thử cho bạn xem. Rồi bạn thấy chưa, nếu mà nó đã phát như thế này là tôi làm thành công rồi ha, thấy chưa. Rồi tôi đã tạo được một cái nguồn phát những cái hạt nhỏ chúng ta, những cái đối tượng chúng ta hình hợp như thế này. Rồi giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh tiếp theo trong cái nhóm particle này, là cái video trước tôi vừa hướng dẫn các bạn xong cái lệnh attractor ra cái lực hút. Video này chúng ta sẽ tới cái deflector nè, lít vô đây. Rồi cái lực này rất là đơn giản thôi, cái công dụng của cái lực này rất đơn giản. Cái deflector là tạo cái mặt phẳng nó dội thôi. Thì bạn sẽ lên, bạn sẽ lít vô cái deflector nè, bạn nhấn phím tắt là chữ E hoặc lít vô đây cũng được để bạn di chuyển cái lực đó. Bạn thấy là nhìn kỹ trên màn hình nó sẽ có một cái mặt phẳng, có cái mặt phẳng màu vàng á, nó hơi tiệp màu rồi. Tôi đã lấy màu tiệp màu luôn rồi, giả sử như tôi đổi màu này lại đi, tôi cho nó màu đỏ đi, đừng có tiệp màu ha. Rồi như thế này. Rồi bạn thấy chưa, thì bạn thấy trên màn hình là có một cái hình vuông màu vàng đó, đó chính là cái lệnh mà deflector chúng ta mới vừa tạo đó ha. Rồi thì cái lệnh này là làm gì, công dụng làm gì, thì tôi sẽ để như thế này nè, sau đó tôi sẽ nhấn nút phát cho bạn xem ha. Tôi phát thử cho bạn xem thấy cái chuyện gì xảy ra, nhấn nút play bạn thấy điều gì. Bạn thấy là những cái ô vuông chúng ta đi tới đây, giống như là đi tới cái bức tường ha, đi tới một cái vật cản gì đó, thì những cái ô vuông chúng ta sẽ bị dội lại, nhìn rất là đơn giản ha, thấy chưa, nó sẽ bị dội lại nó rất đơn giản nó, thấy chưa, nó sẽ bị dội lại vậy thôi. Thì thông thường chúng ta làm á, thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh này và chúng ta sẽ cho nó xoay chệch góc một tí. Giả sử tôi nhấn chọn lệnh này ha, deflector nè, rồi tôi nhấn chia r, tôi nhấn r ha, tôi sẽ nhấn r, sau đó tôi sẽ nhấn r bằng lít vô đây cũng được nè, lít như nút trên đây, bạn xoay nó bao nhiêu độ đó tùy, tôi xoay cho nó hơi lệch hướng một tí, rồi tôi nhấn nút play cho mình xem, thấy chưa, hay là hướng tí cho nó sẽ một số cái đối tượng nó sẽ trúng, nó sẽ dội ra một bên, thấy chưa, do nó cái hướng nó không được bao quát một tí, nó hơi nhỏ. Rồi bạn thấy chưa, một số đối tượng nó trúng vô cái mặt phẳng này thì nó sẽ dội ra, thì chúng ta sẽ điều chỉnh một tí cái mặt phẳng này, nó hơi nhỏ ha, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái mặt phẳng deflector màu cam nè. Rồi bạn sẽ chú ý cho tôi là bên tay phải này, chúng ta sẽ tới phần thuộc tính của cái deflector này, nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ có một vài cái nút thôi trong object nè. Thì bạn đầu tiên bạn thấy cái chữ pow nè, cái này là cái lực dội thôi ha, nghĩa là mặc định nó là 100%, bạn muốn nó dội mạnh á, thì bạn tăng số này lên. Giả sử tôi tăng số này lên là 100 mấy nè, bạn thấy gì, bạn thấy là các đối tượng ta dội rất là mạnh, thấy chưa, nên là nó trúng vô cái mặt phẳng màu vàng này sẽ nó dội đi rất là mạnh, rất là nhanh ha. Thì ta tăng cái lực pow này lên, còn bạn muốn nó dội yếu thì bạn chỉnh xuống, giả sử bạn chỉnh xuống bao nhiêu cũng được tùy các bạn. Giả sử tôi nhập vô 50 đi, bạn thấy nó sẽ dội rất là nhẹ từ từ, do cái lực giống như lực dội là ít vậy ha. Rồi tôi để 100% mặc định đi cho làm ví dụ tiếp. Cái thứ hai là cái slip pin này nè, khoan hả, cái ta điều chỉnh cái x đi, cái size x size đi, thì bạn lít vô đây để bạn tăng cái bán kính cái của cái chiều dài chiều rộng của cái khối hợp mà của cái hình vuông màu vàng này thôi. Giả sử tôi tăng cái chữ x nè, thấy chưa, đó tôi tăng x lên, tăng y lên để cho nó bự ra, thấy chưa, đó tôi tăng cái kích thước chiều rộng chiều dài của cái hình vuông màu vàng thôi, tăng cái diện tích thôi ha, để chi, để cho cái những cái hình vuông này nè, hình vuông màu đỏ, cái khối hợp màu đỏ nó trúng hết chờ trong cái hình màu vàng này, nó dội ra, thấy chưa, nó dội ra như thế này, thấy chưa, ta tăng lên cái size x size y rất đơn giản. Rồi ở đây nó sẽ có thêm một cái tùy chọn là slip pin, nghe nếu bạn lít vô tùy chọn này, một số đối tượng nó như thế này, nhìn kỹ ha,
nó khi bạn click vô cái slip bên này thì những cái đối tượng chúng ta nó sẽ đi qua, và một số đối tượng nó mới bị dội thôi, thấy chưa? Hầu hết đối tượng thì nó sẽ đi qua, chỉ có một số đối tượng thì nó mới bị dội lại cái mặt phẳng thôi ha. Click vô thì chọn slip bên này là đó là những đối tượng chúng ta hầu hết nó sẽ đi qua cái mặt phẳng đó, nó đi xuyên qua luôn chứ nó không bị dội. Lưu ý cái thì chọn slip bên này ha, bạn thấy chưa? Nó một số cái khối hợp thì nó mới bị dội ra một bên thôi. Rồi rất đơn giản, thì thông thường thì bạn muốn dội thêm một lần nữa thì rất đơn giản, bạn chọn cái lệnh deletion nè, bạn giữ phím control và bạn tôi sử dụng hệ trục tọa độ thế giới này để tôi di chuyển cho nó tránh ha. Bạn click vô đây nè, click vô đây để sử dụng tọa độ hệ trục tọa độ thế giới, click vô đây nè ha, thì tọa độ hệ trục thế giới sẽ là XYZ theo cái này luôn. Để làm chi à? Để tôi giữ control nè, giờ tôi click vô trên cái đối tượng deletion, lưu ý ha, tay trái giữ nút control, click vô cái đối tượng chúng ta, bạn rời đi thì nó sẽ là giống như cái thao tác là control C với control V vậy, cắt và dán đó ha. Thấy chưa? Tôi vừa nhấn nhanh cái thao tác mà để nhân bản thêm một cái đối tượng đó, nó được như thế này, nó sẽ dội đi hai lần. Nó một là nó nhìn trên cao cho bạn dễ thấy nè. Thấy chưa? Nó sẽ dội vào mặt phẳng thứ nhất, sau đó nó sẽ qua mặt phẳng thứ hai nó bị dội đi. Đó. Thì bạn có thể làm thêm tiếp những cái mặt phẳng tiếp nữa tùy. Nếu bạn chỉnh cái lệnh này nó đủ dài, hiện tại cái lệnh này nó từ 0 xuất hiện từ 0 tới lệnh này nó chỉ xuất hiện từ 0 cho tới đây 600 gram nè, nhưng mà do cái thời gian chúng ta đây chỉ có 200 gram thôi ha. Bạn muốn nó dài nữa thì bạn tăng này lên, giả sử tôi tăng này lên là 300 frame thời lượng của cái project chúng ta, dự án ta ha. Đó, thấy chưa? Thì đại khái cái lệnh này là tạo một cái mặt phẳng nó dội thôi. Giống như các bạn nào mà có chơi pizza thì thấy giống như là cái này đánh cái pizza nó dội vô những cái mặt bàn, nó dội đi tới vô lui gì đó ha. Đó, rất đơn giản.